Đừng quá lo lắng, Mai Phương đang cười tươi rói và hết sức lạc quan đây này. Hình ảnh mới nhất của diễn viên Mai Phương vừa được một số nghệ sĩ đến thăm cô chia sẻ trên trang cá nhân. Cô vẫn luôn nở nụ cười trên môi khi tiếp đón mọi người đến thăm, dù đang bị ung thư phổi. Ngày 20 tháng 8, một số nghệ sĩ như Đức Hải, Ốc Thanh Vân, Nhật Tinh Anh đã đến thăm diễn viên Mai Phương đang điều trị bệnh ung thư phổi tại Bệnh viện 175 thành phố Hồ Chí Minh. Nữ diễn viên 33 tuổi vẫn luôn tươi cười lạc quan khi gặp mọi người. Hình ảnh hiếm hoi lúc Mai Phương cười tươi chiều ngày 20 tháng 8 phần nào giải tỏa những lo lắng và thấp thỏm của khán giả hâm mộ về cô. Nghệ sĩ Đức Hải và diễn viên Ốc Thanh Vân còn mang theo một số loại thuốc cho Mai Phương. Trong cuộc trao đổi với báo sáng 20 tháng 8, bác sĩ Phạm Thành Luân, người trực tiếp điều trị cho Mai Phương chia sẻ, hiện nữ diễn viên đang điều trị song song hai liệu trình để bảo vệ xương bên cạnh việc ngăn tế bào ung thư di căn. Bên cạnh đó, bệnh viện áp dụng thuốc nhắm trúng đích cho quá trình điều trị. Đây là loại thuốc trong điều trị ung thư được các bác sĩ chuyên khoa đánh giá cao và xem nó như phương pháp cuối cùng để điều trị bệnh ung thư giai đoạn muộn. Diễn viên Hòa Hiệp Nguyễn Lê Bá Thắng đến thăm nữ diễn viên. Ca sĩ Nhật Tinh Anh và hai người bạn của mình đã gửi cô 50 triệu đồng. Anh chia sẻ, Mai Phương vẫn rất kiên cường và luôn cười tươi để mọi người yên tâm. Mặc dù cô bé rất mệt, chúng ta cùng tiếp sức để Mai Phương sớm trở lại quay phim ca hát và MC cùng anh chị em nghệ sĩ nhé. Sau khi biết tin Mai Phương bị bệnh, nhiều sao Việt như nghệ sĩ Hồng Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo, Việt Trinh, Băng Di, Hoa hậu Giáng My đã kêu gọi và gửi tiền hỗ trợ cho Mai Phương. Tính đến trưa ngày 20 tháng 8, số tiền hỗ trợ cho diễn viên Mai Phương đã hơn 300 triệu đồng từ các đồng nghiệp, chưa kể các ủng hộ tài chính trực tiếp qua số tài khoản riêng của Mai Phương và khán giả bạn bè qua những kênh khác. MC Thanh Vân Hugo muốn bán đấu giá chiếc ví hàng hiệu của mình để hỗ trợ cho Mai Phương. Bên cạnh đó, cô cũng tặng kèm một tờ 2 đô may mắn cho nữ diễn viên. Trường Giang chính thức lên tiếng về đám cưới tháng 9 với Nhã Phương. Những chia sẻ đầu tiên của Trường Giang về thông tin đám cưới với Nhã Phương đã thu hút sự chú ý từ công chúng. Sau khi đại diện Nhã Phương và đích thân nữ diễn viên thông báo sẽ tổ chức lễ đính hôn với Trường Giang vào tháng 8, lễ cưới vào tháng 9 tới. Đến tối muộn cùng ngày, nam diễn viên hài xứ Quảng mới có những chia sẻ đầu tiên về sự việc quan trọng này. Trên trang cá nhân, Trường Giang đăng tải bức ảnh chụp cùng Nhã Phương kèm dòng trạng thái khá ngắn gọn. Đúng như Nhã Phương đã chia sẻ hôm nay, sau thời gian dài chuẩn bị, được sự đồng ý của hai gia đình, trong tháng 8 này chúng tôi sẽ làm lễ đính hôn, đám cưới sẽ diễn ra trong tháng 9. Trường Giang và Nhã Phương mong nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người. Chia sẻ này của Trường Giang mau chóng nhận được sự quan tâm lớn từ dân mạng. Bởi trước đó, khi phía Nhã Phương thông báo về hôn lễ vào tháng 9 tới, Trường Giang hoàn toàn giữ thái độ im lặng và không có bất cứ câu trả lời nào với truyền thông. Tuy nhiên, với lời xác nhận hiện tại của nam diễn viên hài xứ Quảng, khán giả đã có thể tin tưởng về thông tin cặp đôi sẽ về chung một nhà trong thời gian không xa. Mai Phương bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo trắng trợn trong lúc bệnh tật. Sau Ngọc Trinh, Thu Minh tức giận đến mức bật khóc, đến lượt Mai Phương lại bị dùng hình ảnh quảng cáo cho thương hiệu bảo hiểm trong lúc bệnh tật. Tối 18 tháng 8, thông tin nữ diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi khiến cả showbiz hoang mang và sốc. Theo nhiều nguồn tin kể lại, dù bệnh tật nhưng Mai Phương vẫn miệt mài chạy show đóng phim để trang trải cho cuộc sống khó khăn và tránh bị mang tiếng bán bệnh. Trước những thông tin sét đánh, người hâm mộ và nhiều nghệ sĩ Việt không khỏi bàng hoàng. Trên mạng xã hội, sao Việt như nghệ sĩ Hồng Vân, MC Đại Nghĩa, Băng Di, Nhật Kim Anh, Ốc Thanh Vân lên tiếng kêu gọi mọi người quyên góp giúp đỡ nữ diễn viên, những thiên thần áo trắng vượt qua thời kỳ khó khăn. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh của Mai Phương cùng với lời quảng cáo cho một thương hiệu bảo hiểm. Điều này cũng khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy phẫn nộ. Được biết, thương hiệu bảo hiểm này đã tự lấy hình ảnh của nữ diễn viên để quảng cáo cho sản phẩm của mình với dòng quảng bá hạ hê, cười đùa trên bệnh tật của người khác và chưa được sự đồng ý từ gia đình họ. Khi người ta còn trẻ, người ta nói là bảo hiểm lừa đảo. Khi bệnh tật, muốn mua thứ lừa đảo thì không công ty nào bán. Ước gì Mai Phương có một hợp đồng bảo hiểm để có tiền chữa bệnh, để đứa con gái không cha vẫn được đến trường và vẫn còn tương lai. Mong Mai Phương gặp may mắn, tai qua nạn khỏi và nhanh chóng bình an, A Di Đà Phật. Hình ảnh của nữ diễn viên Mai Phương được quảng cáo trắng trợn cho một thương hiệu bảo hiểm. Trong showbiz Việt, các nghệ sĩ sẽ bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo kinh doanh đã không còn xa lạ. Trước Mai Phương thì mới đó cũng là Ngọc Trinh không lâu, thì từng bị một nhãn hàng ghép hình ảnh của mình dùng để quảng cáo dịch vụ massage ở Dubai.
Gia đình nữ diễn viên cho biết Mai Phương đã sốc và khóc rất nhiều khi đọc được những thông tin bài viết về bản thân. Dù cảm kích trước tình cảm của người hâm mộ, nhưng việc tin tức bị thổi phồng lên so với hiện tại đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của cô gái nhỏ này. Nghệ sĩ Hồng Vân thăm Mai Phương cách đây vài ngày. Bên cạnh đó, gia đình Mai Phương đang tìm cách đính chính thông tin chưa chính xác về tình trạng bệnh của nữ diễn viên. Tuy nhiên, sự việc có vẻ thiếu khả thi khi chuyện Mai Phương mắc bệnh hiểm nghèo đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Hiện tại, mọi diễn biến của ngôi sao Nhẫn Thiên Thần Áo Trắng sẽ được MC Ốc Thanh Vân đại diện đứng ra chia sẻ để tránh thông tin lệch lạc, thiếu chính xác. Số phận lận đận của Mai Phương mang bầu bị bạn trai bỏ, một mình nuôi con với 2 triệu đồng. Không chỉ chia tay bạn trai trong thời gian mang bầu, Mai Phương còn phải đấu tranh với chính cha mẹ ruột để được giữ lại đứa con. Sau khi thông tin Mai Phương đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư được đăng tải, nhiều khán giả bày tỏ sự xót xa cho số phận của nữ nghệ sĩ. Thế nhưng, số phận của Mai Phương không chỉ éo le như vậy. Cô được biết tới với vai trò MC, ca sĩ, diễn viên và sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Thế nhưng, khi đang ở đỉnh cao danh vọng, Mai Phương yêu và sống cùng một nam ca sĩ. Mối quan hệ của họ ngày càng mâu thuẫn và đỉnh điểm là khi chàng trai quyết định nhấc áo ra đi. Lúc này Mai Phương đã mang thai. Không có hôn thú, cha mẹ Mai Phương không chấp nhận đứa con cô đang mang trong bụng. Áp lực từ người mẹ khiến Mai Phương ôm bụng bầu dọn ra ngoài ở. Chia sẻ trong chương trình Hát Câu Chuyện Tình, Mai Phương bật khóc. Bản tính của tôi là người sống hết mình, luôn luôn cố gắng trong tất cả mọi chuyện chứ không phải riêng trong tình yêu. Cái tôi bất ngờ sợ nhất chính là phản ứng của mẹ. Khó khăn trong công việc, áp lực về kinh tế, chỉ có 2 triệu tiêu trong một tháng. Tôi nghĩ rằng lúc đó phải giữ và bằng mọi cách bảo vệ con tôi. Thù lao từ tiền đóng phim, tôi đóng hết vào tiền nhà, còn những chi phí khác từ từ tính, bởi vì tôi tính cũng không ra. Đến thời gian kỳ sinh nở, bạn trai trở về và giúp đỡ Mai Phương cho tới khi cô sinh xong. Cặp đôi có chung sống trở lại trong một thời gian ngắn, rồi nữ diễn viên nhận ra trong bức tranh tương lai của bạn trai không hề có sự hiện diện của mẹ con cô. Một lần nữa Mai Phương lựa chọn sự lỡ dở cho bản thân mình, cô một mình nuôi con trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn eo hẹp. Tới năm con gái cô được 4 tuổi, cha mẹ mới chấp nhận và để cô dọn về sống cùng gia đình. Đầu năm 2018, Mai Phương chia sẻ, cô không thù hận hay oán trách người cũ, cô tạo điều kiện để anh gặp và nhận con. Bản thân nữ diễn viên vẫn chờ đợi một bờ vai đủ vững chãi cho cô và con gái bé bỏng tựa vào sau những giông tố. Thế nhưng giữa tháng 8 2018, Mai Phương nhập viện vì ung thư phổi giai đoạn cuối. Với kinh tế không mấy dư dả, Mai Phương và con gái bé bỏng cùng gia đình đang phải đối diện với những khó khăn thật sự, cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhã Phương chia sẻ cực xúc động về đám cưới thế kỷ cùng với Trường Giang. Không còn nghi ngờ, thông tin Nhã Phương Trường Giang về một nhà cuối cùng đã được xác nhận từ chính người trong cuộc. Những ngày qua, Nhã Phương Trường Giang đã tiêu hao rất nhiều giấy mật từ truyền thông bởi thông tin cặp đôi sẽ đính hôn vào tháng 8 và có một đám cưới diễn ra trong năm nay. Tuy nhiên, cả hai đều giữ im lặng. Ngày hôm qua 20 tháng 8, Nhã Phương đã bất ngờ lên tiếng xác nhận và chia sẻ cụ thể. Trong những ngày gần đây, có lẽ mọi người đã đọc khá nhiều thông tin về đám cưới Phương. Phương xin lỗi vì đã để mọi người biết đến thông tin này của nhiều nguồn, chứ không phải trực tiếp từ Phương. Suốt mấy tuần vừa qua, Phương vừa lo lắng nhiều việc và vừa hoàn thành lịch quay phim của mình ở nhiều tỉnh xa nên rất áp lực. Hôm nay, Phương về lại Sài Gòn để chuẩn bị tiếp những cảnh quay ở đây và tranh thủ nghỉ ngơi được một ngày nên ngồi tâm sự cùng mọi người. Thực sự Phương đã rất băn khoăn trong việc nên hay không nên thông báo việc này. Một phần, Phương sợ nói trước mức không qua nên Phương không chia sẻ sớm hơn cùng cả nhà được. Tuy nhiên, Phương luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì luôn được cả nhà quan tâm, yêu thương, động viên trong công việc cũng như cuộc sống. Nên hôm nay Phương chính thức chia sẻ đến cả nhà. Phương sẽ đính hôn và lên xe hoa trong thời gian ngắn sắp tới. Xin lỗi cả nhà một lần nữa vì sự chia sẻ chậm trễ này. Mong rằng cả nhà vẫn luôn thương yêu và sẽ chúc phúc cho Phương nha. Hiện tại Phương chỉ tâm sự được vậy thôi, mọi việc vẫn đang được chuẩn bị, sẽ có dịp Phương tâm sự nhiều hơn. Tranh cãi gay gắt, Trấn Thành khiến cô gái bật khóc nức nở trên truyền hình. Trước nữ ứng viên có cá tính mạnh mẽ, Trấn Thành khuyên nhủ, khi họ vì em, khi đó phải cho họ thấy em làm gì cho họ, chứ không có lý do gì để họ vì em, khiến cô gái bật khóc. Sau những lần mai mối thành công từ Trấn Thành, Lâm Vĩ Dạ,
Tiếp nối đại chiến kiến rẻ tuần này sẽ là những chàng trai cô gái đầy cá tính xuất hiện trong tập 9 chương trình Chàng trai Châu Ngọc Đoàn được 5 cô gái tâm tia ngay từ khi gặp mặt. Sinh ra ở tỉnh Lâm Đồng, Ngọc Đoàn cho biết anh là người quý trọng gia đình, thương yêu cha mẹ và có tính cách hướng nội. Thời gian rảnh rỗi, chàng trai trẻ thích đi cà phê, đọc sách và du lịch một mình. Từ sau biến cố ba mất trong năm cuối đại học, anh dành hết tình thương cho mẹ. Hiện nay Ngọc Đoàn đang làm việc tại một công ty lớn thứ ba tại Việt Nam và kinh doanh rau sạch ở quê nhà. Với hồ sơ sạch từ 5 ứng viên, 5 cô gái xinh đẹp đầy bản lĩnh không khỏi thích thú. Tuy nhiên, gây ấn tượng mạnh nhất với chương trình là Tuyết Trinh, cô nàng quản lý công ty và cửa hàng thực phẩm. Các cô gái tham dự đại chiến kén rể. Vừa gặp Trấn Thành, cô gái trẻ tuyên bố muốn tìm một người chịu đựng được bản tính của mình, mỗi lần giận lên là ngông cuồng không cần nghe ai cả. Lời chia sẻ thẳng thắn của nữ ứng viên khiến Trấn Thành không khỏi bất ngờ. Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ, tại sao em không thể vì người ta bớt lại tính của mình mà bắt người ta chịu đựng? Không có cái gì chịu đựng được cái gì hết. Nếu em là lửa không thể thay đổi nhiệt độ của mình thì hãy giảm bớt nhiệt, chứ không thể nói rằng em tìm cái gì để chịu đựng ngọn lửa đỏ. Cái gì nấu một thời gian cũng chạy hết trơn, khi họ vì em, khi đó phải cho họ thấy em làm gì cho họ, chứ không có lý do gì để họ vì em cả. Cuộc trò chuyện thẳng thắn của ông Mai Trấn Thành dường như đánh trúng tâm lý của cô gái trẻ. Chỉ ít phút sau đó, nữ ứng viên bật khóc nức nở trên truyền hình. Cô gái trẻ bật khóc nức nở khi Trấn Thành khuyên nhủ,